Bài thuốc dân tộc chữa bệnh trị tiệt nọc không tái phát. Bài thuốc đặc trị bệnh trị của người Hơ Mông Tây Bắc điều trị từ nguyên nhân gây nên bệnh trị, nên trị được tận gốc căn bệnh và đảm bảo không tái phát. Theo đông y, việc các bối trí hình thành là do khí huyết ứ trệ, nghĩa là máu từ tim theo động mạch đi đến nuôi các mô vùng hậu môn và tiếp tục theo tĩnh mạch lại trở về tim. Nhưng vì khí huyết ứ trệ, máu ở vùng hậu môn theo tĩnh mạch về không hết sẽ dồn tích lại, dần dần làm tĩnh mạch căng phồng lên và mỏng đi. Khi đi đại tiện đôi khi phân cọ sát vào tĩnh mạch, làm vỡ tĩnh mạch gây nên hiện tượng đi ngoài ra máu, và đến khi xa xuống tạo thành bối trĩ. Nếu chỉ phẫu thuật cắt bối trĩ thì mới chỉ giải quyết được phần ngọn, và không sớm thì muộn, một thời gian sau bệnh trĩ sẽ lại tái phát. Ngược lại, bài thuốc đặc trị bệnh trĩ của người Hơ Mông Tây Bắc lại giải quyết triệt để vấn đề này và điều trị từ nguyên nhân gây nên bệnh. Bài thuốc đặc trị bệnh trĩ của người Hơ Mông Tây Bắc. 1. Thuốc uống. Thành phần: nghệ, tam thất, địa du, đương quy, thăng ma, xài hồ và một số thảo dược ở vùng núi Tây Bắc. Công dụng: cầm máu, giảm đau, chống viêm, thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, hoạt huyết, hoạt trường, điều huyết, thông kinh, giúp bảo vệ và tăng sức bền của thành tĩnh mạch, tăng cường sức khỏe tĩnh mạch và đường tiêu hóa, nhuận tràng thông đại tiện, chống táo bón, hỗ trợ điều trị và giúp phòng ngừa bệnh trĩ, cải thiện các triệu chứng của bệnh trĩ, chảy máu, xa bối trĩ, đau rát, ngứa và các biến chứng của bệnh trĩ, xa trực tràng, viêm nứt hậu môn, kháng viêm, kháng khuẩn mạnh, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa táo bón. Bài thuốc đặc biệt tốt cho phụ nữ sau sinh, người bị bệnh đường ruột, dạ dày đồng thời mắc bệnh trĩ. Công dụng của từng thành phần: nghệ, nghệ có vị cay đắng, tính bình, có tác dụng hành khí, hoạt huyết, làm tan máu, tan ứ và giảm đau. Ớt kim, củ con của cây nghệ, vị cay ngọt, tính mát, làm mát máu, an thần, tan máu ứ, giảm đau. Nghệ còn có tác dụng khử trùng, ức chế nhiều loài vi khuẩn và nấm gây bệnh, trong đó có trực khuẩn lao, các trực khuẩn lỵ, phế cầu khuẩn, trực khuẩn thương hàn, trực khuẩn coli, nấm candida. Ngoài ra, nghệ còn có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư và có tác dụng làm đẹp như làm sáng da, liền sẹo. Tam thất. Tam thất có vị ngọt, hơi đắng, tính ôn, bảo kinh, can, vị, tâm, phế, đại tràng, có tác dụng hóa ứ, cầm máu, chứa thổ huyết, băng huyết, dòng huyết, sau đẻ máu hôi không ra hết, lị ra máu, tiêu thủng, giảm đau, bổ khí huyết, đau tức ngực, u bướu, huyết ứ, bế kinh, thống kinh, sản hậu huyết hư gây đau bụng, ung nhọt, sưng do chấn thương, thiếu máu nặng, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, ngủ ít. Kinh nghiệm dân gian, tam thất có thể chữa được một số trường hợp ung thư vú, ung thư máu, địa du, được dùng cả trong đông y và tây y. Tây y dùng để cầm máu, giúp sự tiêu hóa, rửa các vết loét. Đông y dùng để cầm máu trong các trường hợp nôn ra máu, chảy máu cam, chỉ tiêu ra máu, kiết lỵ ra máu, dòng kinh do huyết nhiệt, chỉ ra máu, bỏng do nóng, đương quy, tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, nhuận táo, hoạt trường, điều huyết, thông kinh. Ngoài ra, có tác dụng chữa bệnh kinh nguyệt không điều, đau bụng khi thấy kinh, người thiếu máu, tay chân đau nhức và lạnh. Thăng ma, tác dụng thăng khí, làm lưu thông khí huyết, chữa các chứng xa dáng, xa trĩ, xa dạ dày, dạ con, trực tràng, nhức đầu nóng rét, đau họng, mụn lở trong miệng, tả lỵ lâu ngày, ban sởi không mọc hết, hạ nhiệt, giảm đau, chống viêm, chống co giật,
giải độc. Xài hồ, vị đắng, tính mát, có tác dụng tán nhiệt giải biểu, làm thông lợi gan, giảm đau, thăng cử dương khí và cắt cơn sốt rét. Dùng cho trường hợp sốt nóng, sốt rét, cảm cúm, hàn nhiệt vãng lai, đau vùng ngực bụng, kinh nguyệt không đều, trung khí hạ hãm, các loại thoát vị, xa dạ dày, ruột, tử cung, sổ bụng, viêm gan mạn tính, sốt rét cơn. 2. Thuốc sông. Công dụng: thuốc sông có tác dụng đào thải cặn bã, thúc đẩy thăng khí, lưu thông khí huyết, giúp máu lưu thông không bị ứ trệ ở hậu môn, cải thiện vòng tuần hoàn, đưa máu đến nuôi dưỡng các mô, cơ tĩnh mạch, giúp tĩnh mạch bền chặt và làm tăng tính đàn hồi của thành mạch, giúp bối trí co dần lên, đồng thời làm tiêu sưng giảm đau. Dùng cho trường hợp bị sa bối trí. Ưu điểm của bài thuốc: điều trị triệt để bệnh trí, trị bệnh tận gốc, hiệu quả lâu dài. Điều trị được tất cả các dạng trí, nội, ngoại, hỗn hợp, chế vòng, dò hậu môn, chi phí thấp. Bệnh nhân không bị đau đớn, không gây tổn thất đến cấu trúc hậu môn. Bệnh nhân không bị mất máu, an toàn nhất cho bệnh nhân, không gây nhiễm trùng, biến chứng như phẫu thuật và không gây phản ứng phụ. Với thành phần 100% là các thảo dược tự nhiên, có tính mát rất lành và tốt cho cơ thể. Bài thuốc được bào chế dưới dạng bột, dùng để hòa với nước ấm uống nên rất tiện cho việc sử dụng.